2 làm nhạt màu cánh hoa. Đây là sơ đồ bố trí thí nghiệm điều chế đô 2 và thí nghiệm SO2 làm nhạt màu cánh hoa. Thì đây là trong cái bình này có đựng một bông hoa màu đỏ. Rồi cái phần này, bình tam giác này nè, là điều chế ra khí SO2. Thì ở đây người ta sẽ nhỏ dung dịch H2O4 xuống bình tam giác có chứa Na2SO3. Thì Na2SO3 sẽ tác dụng với H2O4 tạo thành khí SO2. Sau đó khí SO2 như thế nào? Khí SO2 theo ống dẫn khí đi vào trong bình có chứa bông hoa màu đỏ. Khí SO2 là nó có tính oxy hóa, nó sẽ oxy hóa các hợp chất hữu cơ có màu ở trong cánh hoa. Như vậy là SO2 đã làm giảm các sắc tố có trong hoa, vì vậy là cánh hoa nó sẽ nhạt màu. Như vậy là khí SO2 tạo ra đã tẩy màu cánh hoa. Để ngăn ngừa khí SO2 nó thoát ra môi trường thì chúng ta sẽ cho khí SO2 còn thừa vào trong cốc nước. Tuy nhiên, chúng ta nên thay dung dịch, thay nước bằng cái dung dịch nước vôi trong để loại bỏ hoàn toàn khí SO2 thừa. Bởi vì sao? Dung dịch CaOH 2 lần là dung dịch kiềm, SO2 là nó có tính chất của một oxit axit, cho nên nó sẽ bị hấp thu hoàn toàn bởi dung dịch nước vôi trong. Thay vì dùng dung dịch nước vôi trong, chúng ta có thể dùng các dung dịch kiềm khác, ví dụ dung dịch NaOH hay là dung dịch CaOH, thì những dung dịch đó nó cũng hấp thu được khí SO2. When a red rose is inserted into a beaker of sulfur dioxide, eventually the rose becomes pink in color. The bleaching results from sulfur dioxide reducing a pigment in the rose petals.